Chương 376, anh là thiếu tướng. Sau những lời của Trương đại sư, toàn bộ nhà họ Thẩm đều hết sức kinh hãi. Thẩm Thiên Quân vốn tưởng rằng Trương đại sư chỉ là đang hù dọa bọn họ thôi, nhưng cho đến bây giờ, ông ta mới nhận ra rằng hoàn toàn không phải vậy. Vì vậy, Thẩm Thiên Quân nhìn Trương đại sư với ánh mắt khó tin. Ông nói gì? Ngay cả những người nhà họ Thẩm khác cũng nhìn Trương đại sư với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Ý tôi là nhà họ thẩm các người không phải sắp xong rồi, mà là đã xong rồi. Trương Đại Sư châm chọc. Không, điều này không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Thiên Quân giống lên như điên. Sau đó ông ta xài bước về phía Thẩm Ngọc Thành, nắm lấy ngực của Thẩm Ngọc Thành mà quát. Nói cho tao biết, đây không phải thật sự, không phải. Thẩm Thiên Quân gầm gừ. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng Thẩm Ngọc Thành mặt như cho tàn, hoàn toàn không nói gì rốt cuộc mày đã thế chấp bao nhiêu tài sản thẩm thiên quân tức giận hỏi lại tất cả thẩm ngọc thành thật lâu mới nói ra được hai chữ này như lấy đi toàn bộ sức lực của ông ta sao ông đây có thể có một đứa con trai ngốc nghếch như mày chứ thẩm thiên quân tát vào mặt thẩm ngọc thành là ông bảo tôi cứ yên tâm mà làm ông đã giao hết quyền cho tôi rồi ông đã quên rồi sao thẩm ngọc thành mắng ông ta không dám nhận trách nhiệm này bởi vì điều này có nghĩa là toàn bộ nhà họ thẩm bị hủy hoại. Là ông đã bảo tôi phải nắm bắt mọi cơ hội, phải có quyết đoán. Thẩm Ngọc Thành ngụy biện. Thẩm Thiên Quân sững sờ tại chỗ, không thể tin được tất cả những điều này, trong mắt ông ta từ từ hiện ra sự hối hận và tuyệt vọng. Quá đột ngột, ngay cả những nhân vật nổi tiếng có máu mặt cũng không ngờ lại như thế này. Biến cố này quá đột ngột. Nhà họ thẩm tiếng tam lừng lẫy, gần như là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh, một gia tộc khổng lồ cứ sụp đổ như thế này sao? Giờ phút này, không nói đến người nhà họ thẩm, ngay cả những người khác có mặt cũng không thể tin được. Và lại bất cứ ai có con mắt tinh tường sẽ biết ngay rằng đây chắc chắn là lạc tú cố ý răng bẫy để hạ bệ nhà họ thẩm. Với thân phận của thủ phủ và người đứng đầu trong thiên long bảng, quả thật có thể làm được việc này. Không phải ông tò mò, tại sao tôi lại ở lại yên kinh à? Lạc tú nói với giọng mỉa mai để bước vào nhà họ thẩm các người để nhà họ thẩm của các người thừa nhận tôi để nhận được một số lợi ích từ nhà họ thẩm của các người nực cười lạc tú lắc đầu cười khẽ mục đích của lạc vô cực tôi là làm cho nhà họ thẩm các người sụp đổ lạc tú cười gằn may thật độc ác thẩm thiên quân tức giận đến mức cả người run lên bọn họ xong rồi ông ta vất vả cả đời để đi lên từ dưới đáy nhà họ thẩm mà ông ta gây dựng cả đời đã không còn nữa ông ta đã trả giá bao nhiêu thứ trả giá bao nhiêu mồ hôi công sức nhưng bây giờ nhà họ thẩm không còn nữa tôi độc ác sao lạc tú hỏi ngược lại khi ông bức bách ba mẹ tôi thì không độc ác ư khi ông bức bách mẹ tôi cướp đi đế chế kinh doanh của bà ấy ông không độc ác ư không để lại cho bà ấy dù chỉ một xu ngay cả tiền thuốc men bà ấy cũng không thể trả nổi là các người độc ác hay tôi độc ác lạc vô cực tôi là ai cơ chứ ai dám lấy đi của tôi thứ gì? Huống chi còn dám đổ trí thân của tôi? Lạc Tú cười lớn. Những gì đã lấy của mẹ tôi, các người nhất định phải trả lại gấp 10 lần, 100 lần. Lạc Tú cười gần. Thẩm Thiên Quân, ông cho rằng Lạc Vô Cực tôi là ai? Nhà họ thẩm ông hết lần này đến lần khác chọc tức tôi. Nếu hôm nay ba mẹ tôi không có mặt, thì hôm nay nhà họ thẩm của ông đã máu chảy thành sông rồi. Ánh mắt lạc tú lóe lên một tia lạnh lùng, như thể nhiệt độ xung quanh sắp giảm xuống tôi trái lại muốn xem cậu có dám động đến người của nhà họ thẩm tôi hay không đột nhiên một người đàn ông mặc quân phục đi tới ông ta mang cấp bậc đại tá trông cực kỳ đẹp trai ông ta là lão tam của nhà họ thẩm thẩm ngọc phong ngay khi thẩm ngọc phong xuất hiện nhất thời cả nhà họ thẩm như tìm thấy một con đường sống không chỉ cậu có quan hệ mà tôi cũng có ông ta cấp đại tá cung cấp với lạc tú cậu nghĩ chỉ có mình cậu là đại tá ư bốp lạc tú vung tay tát vào mặt thẩm ngọc phong cái tát tức thì khiến thẩm ngọc phong bàng hoàng cậu dám đánh tôi thẩm ngọc phong hiển nhiên không ngờ rằng mình mới nói hai câu mà lạc tú đã ra tay không chút do dự đánh ông thì sao lạc tú hỏi ngược lại tôi và cậu cùng cấp tôi có thể tìm người điều tra kỹ càng chuyện này thẩm ngọc phong giận dữ hét lên chẳng lẽ cậu còn muốn đối kháng với quốc gia thẩm ngọc phong lại quát thẩm Ngọc Phong, tôi khuyên anh bây giờ nên im miệng đi. Sau đó lập tức xin lỗi lạc tướng, giọng của Lâm Hóa Long truyền đến. Cả tô bửu điền cũng đến. Lâm tướng quân, tô tướng quân, các người cần phải cho nhà họ thẩm của tôi. Cầm miệng, tô bửu điền quát lớn. Các người không nghe thấy à? Lạc tướng, hiểu không, tô bửu điền hư lạnh một tiếng. Ông nói cái gì, thẩm Ngọc Phong kinh ngạc nhìn tô bửu điền. Ngài Lạc đã là thiếu tướng rồi. Tô Bửu Điền đưa cho Lạc Tú một bộ quân phục và quân hiệu. Đương nhiên, không có nghi thức lớn gì, vẫn chỉ là thừa nhận thân phận của Lạc Tú để lôi kéo anh mà thôi. Về phần thực quyền, chắc chắn sẽ không giao cho Lạc Tú. Nhưng thực ra Lạc Tú không quan tâm. Thiếu tướng, tất cả đều kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Lý Giai Di hoàn toàn không nói nên lời. Lạc Tú có quá nhiều thân phận, không ai trong số đời thứ ba của nhà họ thẩm có thể so sánh được kể cả người của nhà họ Thẩm cũng không bằng. Quả là đáng sợ, người đàn ông này thành tích đã đạt được, không nói đến thế hệ trẻ, thậm chí là thế hệ trước, rất nhiều người đều không có khả năng đạt được. Thẩm Nguyệt Lan nước mắt lưng tròng nhìn Lạc Tú, đứa nhỏ này thật sự khiến bà chấn động. Thiếu tướng, thủ phủ, người đứng đầu trong Thiên Long bảng. Có cái nào không phải là một tồn tại cực kỳ chói mắt? Cái nào không phải là một danh hiệu ép cho người cùng thế hệ không ngẩng đầu lên được? Đây là con trai của bà, đây là Lạc Tú. Trong lòng Thẩm Nguyệt Lan chỉ có kiêu ngạo, kiêu ngạo vô hạn. Nghĩ đến những người trước kia xem thường Lạc Tú, Thẩm Nguyệt Lan không khỏi cảm thấy buồn cười. Vì là con kiến nên sau khi nhìn thấy con rồng khổng lồ, vẫn dám coi thường con rồng khổng lồ. Thật là một chuyện buồn cười biết bao. Nhà họ Thẩm nhìn Lạc Tú mà hối hận. Hoàn toàn hối hận. Thế hệ trẻ như Thẩm Tuấn Trạch hoàn toàn hối hận bọn họ trước đây khiêu khích kiểu người gì thế này sao họ dám không để lạc tú vào mắt chỉ dựa vào bọn họ mà cũng muốn giết lạc tú thật nực cười làm sao con kiến làm sao dám chống lại ý tưởng của con rồng nghĩ đến những gì anh ta đã làm trước đây thực sự cảm thấy buồn cười đến cực điểm về phần thế hệ thứ hai của nhà họ thẩm trước khi lạc tú đến họ đã thảo luận và xem thường lạc tú ngay trong cuộc họp của nhà họ thẩm cho tới bây giờ Bọn họ cũng không biết sự tồn tại mà bọn họ khinh thường đáng sợ như thế nào. Thẩm Thiên Quân cũng rất hối hận, bởi vì ông ta sai rồi, sai lầm quá đáng. Cháu trai của ông ta đáng gờm biết bao. Đứa cháu ngoại này của ông ta đã đạt đến độ cao này. Chỉ tiếc rằng hối hận cũng vô ích, bởi vì nhà họ Thẩm đã thực sự kết thúc. Nhưng vào lúc này, xa xa có một chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng chạy tới, Chu Khải ngồi trong xe. Hôm nay ông ta đến đây để xử lý Lạc Tú. Chương 377, lão quái vật. Thẩm Thiên Quân nhìn Lạc Tú với sự tiếc nuối vô hạn, sự tiếc nuối trong ánh mắt và sự hối hận trong lòng gần như đã đánh gục ông ta. Thiếu tướng, người đứng đầu trong Thiên Long bảng, thủ phủ. Bất kỳ thân phận nào trong ba cái này đều có thể đè bẹp nhà họ Thẩm. Nhưng bây giờ, không còn gì cả, và thay vào đó là toàn bộ nhà họ Thẩm đã sụp đổ. Chỉ vì Lạc Tú. Thẩm Thiên Quân, người đang làm, trời đang nhìn tất cả những chuyện này đều là ông gieo gió gặt bão. Ba lạc cười khẩy nói. Mọi người, hôm nay là sinh nhật của ba tôi, nếu các người muốn ở lại dự sinh nhật thì ở lại. Nếu không muốn ở lại thì cút ngay. Lạc tú cười nhạt. Nhất thời mọi người tiến lên để chúc mừng sinh nhật của ba lạc. Đám người lâm hóa long, tô bửu điền, lê cửu. Những người này đều đến đây cũng là để chúc mừng sinh nhật ba lạc. Ngay cả thẩm thiên quân cũng không có mặt mũi đó, nhưng bây giờ, những người này lại đang chúc mừng con rể của ông ta người mà ông ta đã từng coi thường sau đó lại có người đến rồi giang đồng nhiên hơn nữa trực tiếp đại diện cho toàn bộ nhà họ giang vậy chẳng phải là về sau nhà họ lạc sẽ là gia tộc hàng đầu ở yên kinh hay sao người của nhà họ thẩm bị đuổi ra khỏi trang viên trong sự ân hận ngay cả nhà cửa cũng mất hết điều này lại làm cho mọi người kinh hãi sau đó không ít người nhìn về phía lạc tú thế này cũng đáng sợ quá rồi đó. Xếp trương, chuyện này ông phải giúp nhà họ thẩm tôi. Thẩm thiên quân đích thân cầu xin sự giúp đỡ. Lặng lẽ lôi kéo được nhà họ Giang luôn rồi. Hơn nữa trực tiếp đại diện cho toàn bộ nhà họ Giang. Điều này lại làm cho mọi người kinh hãi, sau đó không ít người nhìn về phía Lạc Tú. Thế này cũng đáng sợ quá rồi đó. Lặng lẽ lôi kéo được nhà họ Giang luôn rồi bởi vì Giang Đồng Nhiên đã tuyên bố ngay tại chỗ rằng người đứng đầu nhà họ Giang bây giờ là cô ấy, và nhìn thái độ của cô ấy đối với Lạc Tú, mọi người không ngu ngốc, tự nhiên có thể thấy rằng Lạc Tú đứng sau chuyện này. Vậy chẳng phải là về sau nhà họ Lạc sẽ là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh hay sao? Người của nhà họ thẩm bị đuổi ra khỏi trang viên trong sự ân hận, ngay cả nhà cửa cũng mất hết. Xếp trương, chuyện này ông phải giúp nhà họ thẩm tôi. Thẩm thiên quân đích thân cầu xin sự giúp đỡ. Hai, ông cho rằng tôi dám giúp sao? Xếp trương cười khẩy một tiếng, sau đó cầm quà đi chúc mừng sinh nhật ba lạc. Tiểu ngô, tiểu ngô. Đừng gọi tôi là tiểu ngô, dù sao tôi cũng là lãnh đạo tỉnh. Nếu gọi như vậy nữa, tôi sẽ trở mặt đấy. Tiểu ngô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chạy đến chỗ ba lạc. Người ban đầu đến chúc mừng sinh nhật thẩm thiên quân đã thay đổi quyết định ngay lập tức, tất cả đều chạy đến chỗ ba lạc. Hơn nữa cho dù Thẩm Thiên Quân có cầu xin sự giúp đỡ như thế nào đi chăng nữa, vẫn không có ai sẵn sàng giúp đỡ ông ta. Vì có ai dám giúp chứ? Ai dám đắc tội Lạc Tú? Nhà họ Thẩm giờ đã chết hoàn toàn, không còn đường cứu vãn. Còn ba Lạc thì đang ôm Thẩm Nguyệt Lan, cả hai người đều đẫm lệ. Lâu quá rồi, hơn 20 năm rồi không gặp nhau. Hôm nay cuối cùng người một nhà đã được đoàn tụ. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ô tô hạng sang đột nhiên chạy vèo tới. Sau đó dừng lại ở cổng. Anh Long, chuyện này em phải giao cho anh rồi. Chu Khải hung tận nói. Sự sỉ nhục mà Lạc Tú gây cho ông ta, đến giờ cơ thể ông ta vẫn chưa khỏi, nhiều chỗ xanh tím, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Ha ha, yên tâm đi, chỉ là một lạc vô cực, người đứng đầu trong thiên long bảng mà thôi. Cho dù cậu ta thực sự đạt tới cảnh giới võ thánh, Tôi cũng không tin cậu dám khiêu khích võ thánh của nhà họ Chu ta. Dù sao, Sở Tài quyết vũ lực không dễ đắc tội như vậy. Người đã đắc tội đến nhà họ Chu chúng ta, hôm nay anh sẽ để nó dập đầu nhận sai với chú trước mặt mọi người. Chu Long cười khẩy một tiếng. Hơn nữa, theo những gì chú nói, cậu ta chỉ mới 20 tuổi, chú lại là người của thế gia võ đạo. Vậy mà cậu lại tin rằng một thằng danh hơn 20 đạt tới cảnh giới võ thánh? cậu trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào vậy chu long lắc đầu trên mặt nở nụ cười khinh thường trong các thế gia cổ võ trong nước ngay cả những người tài giỏi nhất cũng không thể đạt đến cảnh giới võ thánh ở tuổi đôi mươi vì nước chảy đá mòn không phải là công của một ngày cho dù một người bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt tới cảnh giới võ thánh ở tuổi hai mươi chu đó hai thôi bỏ đi chuyện này giao cho anh nhé chu long cười cười sau đó đẩy cửa xe ra. Hai người đàn ông bước ra khỏi xe. Một trong số đó là Chu Khải. Một người đàn ông tóc dài, rối tung, mặc áo dài, khí thức trầm ổn và nội liếm, vậy mà lại là một cường giả hóa cảnh. Ở bên ngoài cực kỳ ít cường giả hóa cảnh, bởi vì hầu hết đều chỉ một số thế gia cổ võ mới có. Hiển nhiên, cường giả hóa cảnh này là người của thế gia cổ võ. Chu Long Chu Long nhìn một đám người vô cùng náo nhiệt, không thể không hừ lạnh một tiếng. Lạc Tú là ai? Chu Long thở ra một hơi, toàn bộ trang viên đột nhiên nổi lên một trận sấm sét, ly rượu trong tay của không ít người vỡ tan tành, thậm chí nhiều chất thủy tinh cũng vỡ toang. Có thể thấy uy lực của nó rất mạnh. Lạc Tú cao mày dẫn đầu bước ra ngoài, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh không muốn giết người trước mặt ba mẹ. Nhưng bây giờ, anh nổi lên sát tâm rồi. Vào thời điểm mấu chốt này, có người đến gây rối, điều này khiến lạc tú rất khó chịu xem ra là cậu chu long khoanh tay lạnh lùng nhìn lạc tú nói cậu dám động đến người nhà họ chu ở đảo tần hoàng không tệ có bản lĩnh chu long kiêu ngạo nói vừa dứt lời một số người đã tỏ ra khó hiểu tuy nhiên đám người lâm hóa long đã nghe nói về nhà họ chu đảo tần hoàng ngay lập tức ngây ngẩn cả người nhà họ chu đảo tần hoàng đó là thế gia cổ võ những thế gia cổ võ bình thường vô cùng khiêm tốn. Nhưng khiêm tốc, thường đại diện cho sự khủng bố. Trái tim lê cửu lệch một nhịp, có chút sợ hãi. Thiên Long bảng có lịch sử lâu đời, nhưng cách đây hơn hơn 20 năm, Thiên Long bảng gần như bị tàn sát sạch sẽ. Nhà họ Chu đảo Tần Hoàng chỉ phái một người đến đã tàn sát toàn bộ Thiên Long bảng. Chẳng qua là vì người đứng đầu trong Thiên Long bảng đắc tội nhà họ Chu một câu mà thôi. Chỉ sau khi Thiên Long bảng bị đồ sát, Lê Cửu mới có cơ hội đứng trên Thiên Long bảng và trở thành người đứng đầu mới. Khi đó, người đứng đầu trong Thiên Long bảng sắp đột phá hóa cảnh rồi, nhưng vẫn bị người của nhà họ Chu đánh một phát chết tươi. Có thể thấy, thế gia cổ võ từ xưa này đáng sợ đến nhường nào. Cho nên, hôm nay ông định đến đòi lại sao? Lạc Tú cầm ly rượu, ly rượu trong tay anh tự nhiên bình yên vô sự. Hừ, nếu hôm nay cậu chịu quỳ xuống, dập đầu nhận sai, vậy tôi còn có thể buông tha cho cậu chu long lại kiêu ngạo nói nếu hôm nay cậu không đồng ý vậy ngại quá hôm nay tôi đành phải ra tay đối phó cậu chu long đổi lời võ thánh đã phát ra tài quyết vũ lực nếu cậu dám nói không tất cả võ thánh trong nước đều sẽ ra tay với cậu chu long cười khẩy một tiếng võ thánh hai từ này đã nói lên tất cả mà sở tài quyết vũ lực là một liên minh được thành lập bởi võ thánh trong nước trong quá khứ nó có thể được coi là võ lâm minh chỉ là sau khi cải cách và mở cửa, mọi người đều không dám làm một cách khoa trương, nên phải thay thế bằng sở tài quyết vũ lực. Hơn nữa võ thánh nhà họ Chu có lai lịch rất lớn, có tin đồn vị võ thánh đó là người của thời nhà Thanh. Đến nay, nghe nói đã gần 200 tuổi, đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào, bởi vì nó đã phá vỡ giới hạn của cơ thể con người. Chương 378, sở tài quyết vũ lực. Không chỉ có vị võ thánh nhà họ Chu kia mà còn cả những võ thánh khác ở các gia tộc võ đạo trong nước, tất cả đều là một đám quái vật. Nghe nói sở trưởng của sở tài quyết vũ lực kia chính là người Triều Minh, đến nay đã sống hơn 300 năm. Đây là chuyện đáng sợ khủng khiếp đến mức nào? Ngay cả một số tu pháp thông thần giả cảnh cũng không dám đi một bước này. Nếu không thì sao dám xưng là thánh? Một nhân vật như vậy, say mê võ đạo, công lực xuất thần nhập hóa, dày công tôi luyện. Có lời đồn rằng Võ Thánh đã từng ra tay, chỉ một kiếm có thể bổ nguyên một ngọn núi lớn. Cũng có lời đồn rằng, Võ Thánh đã ra tay và từng một đao giết sạch một đội quân lớn gần vạn người. Có điều, các gia tộc lớn võ đạo có khế ước riêng với nhau, họ sẽ không dễ dàng gia nhập vào thế giới loài người, nếu không loại thế lực đó chắc chắn sẽ khiến thế tục đại loạn. Nhưng đến thời điểm này, một số gia tộc võ đạo cổ xưa đã bắt đầu ngồi không yên. Cho nên mới ngọ ngoe dục dịch người ta nói rằng trong nước không có công phu chân chính nhưng thực chất thì không phải vậy chỉ là bởi vì những cao nhân chân chính này chưa từng ra tay và họ cũng chưa vào thế giới cái gọi là khinh công cái gọi là kiếm khí cái gọi là nội lực kỳ thật không có nghĩa là chỉ có trong truyền thuyết chỉ là phần lớn nó đều nằm trong tay các gia tộc võ đạo cổ mà thôi nó chắc chắn sẽ không được lan truyền một cách dễ dàng gia tộc như vậy khổ học khổ luyện đương nhiên sẽ chẳng phải mấy chiêu thức như vịnh xuân quyền hay hình ý quyền gì đó mà thật sự sẽ là một số công phu trong truyền thuyết đây cũng là lý do vì sao mà chu long lại cuồng ngạo như vậy bởi vì ông ta có vốn và tư cách để cuồng ngạo sở tài quyết vũ lực vừa ra phàm là người trong võ đạo chắc chắn sẽ không có ai dám không nghe theo bởi vì dù bạn là một tông sư hay là một cường giả tuyệt hảo thì bạn vẫn chỉ có một con đường là cái chết Tài quyết vũ lực, chỉ bốn chữ đã nói lên tất cả. Mà giờ khắc này, Lạc Tú lại dám chọc đến thứ này, hiển nhiên là khiến mọi người cảm thấy khủng khiếp và sợ hãi. Có rất nhiều người đã âm thầm lắc đầu, xem ra là Lạc Tú đang tỏ rõ tài năng, nhưng lại phô trương quá mức. Dám đắc tội với Võ Thánh, lúc này Lạc Tú mới vừa bước lên được tới đỉnh, e là còn chưa kịp cười, đã chuẩn bị tiếp nhận đại nạn. Thẩm Nguyệt Lan và Ba Lạc lo lắng nhìn về phía Lạc Tú, mặc dù họ biết thực lực của lạc tú nhưng khi nghe tới cái gì mà sở tài quyết vũ lực cái gì mà võ thánh họ liền biết địa vị đối phương chắc chắn không phải dạng vừa vì lạc tú mà lo lắng không thôi mà người vui mừng nhất ở đây lại chính là thẩm thiên quân ông ta vốn đang định rời đi nhưng lại không ngờ trước khi rời đi lại gặp phải chuyện như vậy võ thánh mặc dù rất thần bí nhưng ông ta cũng từng nghe qua vì dù sao thì trước đây ông ta cũng có chú ý tới một số chuyện đó chính là trưởng khống giả chân chính trên đời này nào có ai dám chống lại lạc tú làm hại khiến nhà họ thẩm sụp đổ hiện tại bỗng nhiên có người từ gia tộc võ thánh tìm tới cửa thẩm thiên quân đương nhiên phải thấy sung sướng trong lòng cảm giác vui sướng khi thấy người ta gặp họa có điều lạc tú vẫn chỉ lắc đầu như cũ có vẻ cực kỳ khinh thường và cũng chẳng hề để tâm đến nếu bây giờ ông quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi tôi còn có thể suy xét thả một con ngựa nhà ông Lời vừa nói ra, nhóm người lâm hóa long đều kinh hãi. Hiển nhiên, bọn họ thật sự không ngờ đối mặt với võ thánh và tài quyết vũ lực, Lạc Tú vẫn có thể cứng rắn như vậy. Mặc dù lâm hóa long biết thực lực của Lạc Tú, có lẽ có thể sánh ngang với võ thánh. Nhưng nếu động tới sở tài quyết vũ lực kia, chỉ e là anh thật sự sẽ gặp rắc rối lớn. Điều này nhất định sẽ dẫn tới một thảm họa tàn khốc và đương nhiên, Chu Long cũng không ngờ Lạc Tú lại dám nói ra những lời đó. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó ông ta không nhịn được mở miệng cười khẩy một tiếng. Quả nhiên là nghe con mới sinh không biết sợ cọp. E là cậu không biết cái gọi là sở tài quyết vũ lực, cậu có tư cách nói chuyện với thế lực như này sao? Chu Long quát. Vậy còn ông, Lạc Tú hỏi lại. Chẳng lẽ ông biết ông đang nói chuyện với ai, ông biết ông đang nói chuyện với người như thế nào sao? Ha ha, nghe đồn là cậu đã đạt tới võ thánh chu long cười khẩy một tiếng nhưng mà liệu có khả năng đó không không luyện mất trăm năm không thể là võ thánh chẳng qua chỉ là người bên ngoài nói quá lên mà thôi cậu giờ được mấy tuổi rồi chu long lắc đầu nếu hôm nay cậu vẫn ngang ngược không biết điều như thế tôi nhất định phải dạy dỗ lại cậu cách để làm người chu long thở phì phò nhướng mày ngay sau đó ông ta lập tức ra tay lòng bàn tay và ngón tay xoay chuyển một luồng gió mạnh thổi tới, tức khắc, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nội kình ngưng tụ trong lòng bàn tay Chu Long, cuối cùng là hóa thành một thanh đao dài. Chưa hết, phía trên thanh đao dài đó còn có một ngọn lửa đang nhảy múa. Quả nhiên, trình độ võ công của Chu Long cực kỳ cao. Lê Cửu có thể khiến nội kình biến thành hình, nhưng để trên hình thái mà nội kình hóa thành đồng thời xuất hiện một ngọn lửa, điểm này thì Lê Cửu không làm được. Đây không phải là một cảnh giới, mà là kết quả của việc tu luyện võ công. Rất rõ ràng, nhà họ Chu là gia tộc võ thánh, đương nhiên sẽ có một số võ công trong truyền thuyết. Ví dụ như bộ công pháp mà Chu Long đang sử dụng đây, đó chính là Hỏa Diễm Đao trong truyền thuyết. Một thanh đao sắc bén, với một ngọn lửa lượn lờ bên trên, uy lực thực sự rất kinh người. Về phần Chu Long, ông ta nhìn Lạc Tú rồi cười khẩy một tiếng, tức khắc, cơ thể ông ta nhâng lên cao, cả người giống như một ngôi sao băng bay sát mặt đất phi tới. Ông ta không phải người tu pháp, nhưng lại có thể làm được bước này, điều này càng chứng minh những gì ông ta học được không phải dạng tầm thường. Thanh đao lao tới với tốc độ nhanh như chim nhạn bay, chưa kể nó còn lúc ẩn lúc hiện. Với tốc độ lao như thế này, ngoài Lê Cửu ra, không ai có thể thấy rõ được nó. Mau tránh đi, Lê Cửu lớn tiếng quát, mọi người lập tức giải tán. Trước đó, Thẩm Nguyệt Lan đã từng nhìn thấy Lạc Tú ra tay đánh nhau. Cho nên bà lập tức kéo Ba Lạc chạy sang một bên, trong lúc chạy còn không quay đầu lại. Toàn bộ trang viên nhà họ Thẩm sụp đổ trong tích tắc, ngay cả mặt đất cũng lún xuống một chút. Lạc Tú dùng một tay đón đòn tấn công này. Anh muốn thử xem uy lực của đòn tấn công này tới đâu. Rất rõ ràng, uy lực của đòn tấn công này thực sự không tồi chút nào, sức công phá giống như một viên đạn đại bác. Đột nhiên, Chu Long nhíu mày, cảm thấy có chút gì đó kỳ quái dám đỡ đòn tấn công này sao? Chẳng lẽ là võ thánh thật? Có điều, giống như ông ta đã nói ban đầu, không bỏ ra 100 năm tu luyện, không thể là võ thánh. Đó là đạo lý từ thời xa xưa mãi mãi không bao giờ thay đổi, điểm này tuyệt đối không sai. Cho nên, chắc chắn không có chuyện lạc tú là võ thánh. Còn chưa kể, nếu đã ra tay, thì rõ ràng giờ phút này ông ta không thể quản nhiều như vậy được nữa. Vậy cho nên, khi một đòn phi đao của Chu Long vừa mới kết thúc, ông ta lại tiếp tục tung đao thứ hai. Ngọn lửa bay múa đầy trời, khi đao này được tung ra, khắp không chung chỗ nào cũng thấy ánh lửa. Dẫu sao thì Chu Long cũng là một cường giả mạnh không chỗ chê, nhìn dáng vẻ thì có lẽ thực lực của ông ta còn cao hơn lê cửu mấy phần nữa kia. Chưa kể, thứ võ công ông ta theo học lại là võ cổ, uy lực đương nhiên rất mạnh. Ngọn lửa giống như một con rồng đang tức giật, tung đòn đánh úp trong chớp mắt, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Tuy nhiên, hàng lông mày lạc tú cao lại. Nếu một đòn này mà giáng xuống, thì những người phía sau còn chưa kịp chạy e là sẽ bị nằm không mà vẫn dính đạn. Vì vậy, lạc tú cũng không còn tâm trạng thử xem sức mạnh đến đâu nữa, anh chỉ thở dài một tiếng, sau đó bất ngờ tung ra một quyền. Chỉ một quyền vô cùng đơn giản, vô cùng tầm thường nhã nhặn, không có bất kỳ cái gì gọi là đòn tấn công đẹp mắt. Nhưng một quyền này, lại đâm thẳng vào ngực Chu Long trong tích tắc. Chu Long có cảm giác như thể bản thân ông ta rơi từ trên trời cao xuống đất với khoảng cách mấy vạn mét. Cương khí bảo vệ cơ thể ông ta bị nứt toạc, phần lưng phía sau bị nhô ra, tiếp theo, miệng ông ta phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra ngoài. Mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại, nhưng ông ta vẫn cố gắng, chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía lạc tú với vẻ hoảng sợ, cậu thật sự là võ thánh. chương 379, Côn Luân anh thật sự là võ thánh sao? Nội tâm Chu Long liên tục giấy lên từng cơn sóng lớn với gợn sóng ngập trời. Sao có thể chứ? Sao lại tồn tại người có thể đánh vỡ một chân lý bất biến từ thời xa xưa mãi mãi không thể thay đổi, không tu luyện trăm năm không thể thành võ thánh được chứ? Nhưng mà ngay lúc này đây, ông ta có thể tự mình cảm nhận được thứ sức mạnh có thể rời non lấp biển trên người lạc tú kia, là sức mạnh từ cơ thể anh, chỉ là sức mạnh từ cơ thể. Điều mà Chu Long không biết chính là, thực tế Lạc Tú chỉ tùy ý chọn một đòn tấn công rồi tung ra, tựa như chỉ là vẫy vẫy tay một cái, anh chẳng tiêu tốn bao nhiêu sức lực cả. Nếu không thì, với sức mạnh tay không xé nát một con cự long của Lạc Tú, nếu muốn nghiêm túc đánh Chu Long, thì e là giờ ông ta đã thịt nát xương tan rồi. Suốt cuộc thì, khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ cũng giống như khoảng cách giữa trời với đất. Chu Long sợ hãi thực sự. Ông ta vốn là một cường giả với sức mạnh đỉnh cao, còn nắm giữ võ công cổ xưa trong tay, vậy mà giờ đến một quyền của Lạc Tú ông ta cũng không đỡ nổi, rất rõ ràng, sự thật chứng minh, Lạc Tú chính là võ thánh. Lạc Tú đi lên trước, nhấc một chân đạp vào ngực Chu Long, sau đó cười khẩy một tiếng. Nếu cậu giết tôi, võ thánh nhà họ Chu nhất định sẽ tự mình ra tay giết cậu. Còn nữa, Sở Tài Quyết Vũ Lực nhất định sẽ xử lý cậu. Chu Long lớn tiếng uy hiếp. Ha ha, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm một chuyện họ lạc tôi đây chưa bao giờ chịu sự uy hiếp từ người khác lạc tú lắc đầu nhìn chu long cười khẩy được vậy cậu giết tôi thử xem nếu cậu giết tôi thì cậu sẽ trở thành địch của toàn bộ võ thánh trong nước này bởi vì tôi chính là sứ giả của võ thánh tôi đại biểu cho ý chí của võ thánh chu long vẫn tiếp tục buông lời uy hiếp trở thành địch của tất cả võ thánh trong nước lạc tú hỏi ngược lại nhưng ngay sau đó lạc tú lại lắc đầu nếu trên đời này chỉ toàn kẻ địch thì tôi phải làm sao nhỉ? Nếu thế giới này là kẻ thù của tôi, tôi sẽ lập tức tiêu diệt thế giới này. Nếu trời đất này là kẻ thù của tôi, thì Lạc Vô Cực tôi sẽ lập tức tiêu diệt trời đất này. Lạc Tú ngạo nghễ nói, căn bản chẳng có chút gì là sợ hãi. Chu Long đang định mở miệng nói gì đó, Lạc Tú lại giơ chân giẫm mạnh một cái, tức khắc, cơ thể Chu Long nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ mặt cỏ màu xanh lá sứ giả của võ thánh đã bị giết chu khải đã đứng ở một nơi cách xa chỗ họ một lúc hơn nữa còn dùng điện thoại ghi lại tất thảy những gì xảy ra sau đó ông ta quay đầu bỏ chạy lê cửu ngây người hoảng sợ đứng nhìn lạc tú tức khắc trong lòng ông ta dấy lên cảm giác lạc tú sắp gặp đại họa suốt cuộc thì anh đã trở thành địch của sở tài quyết vũ lực ai dám nói không sợ hả nơi đó chứa toàn đám quái vật già Đám người Thẩm Thiên Quân thì nhìn Lạc Tú với vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Bọn họ phải đợi đến lúc Lạc Tú xong đời, phải đợi đến khi Lạc Tú bị Sở Tài quyết vũ lực xử lý. Phải đợi đến khi võ thánh nhà họ Chu đánh anh từ một kẻ đang sống sờ sờ thành một cái xác chết. Thẩm Nguyệt Lan với vẻ mặt lo lắng đã trở lại, bà nhìn Lạc Tú, Lạc Tú lại khẽ cười một tiếng, sau đó anh mở miệng nói: "Mẹ, không sao đâu." bản lĩnh của con trai mẹ thế nào không phải mẹ không biết. Dù nói thì nói là vậy, nhưng ba Lạc và Thẩm Nguyệt Lan vẫn có chút lo lắng, chỉ có điều, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bọn họ có lo lắng thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Đám người ban đầu vốn định nịnh bợ Lạc Tú, sau khi nhìn thấy Lạc Tú dám ra tay đánh chết Chu Long, họ lập tức rời đi trong tích tắc. Dẫu sao thì, hành động này của Lạc Tú là chọc vào đại họa, ai mà dám thân cận với Lạc Tú nữa chứ hãy ghi nhớ toàn bộ tên của những người rời đi ngày hôm nay lạc tú hạ giọng ra lệnh cho đại sư trương danh sách ghi tên những người tới ở bên đó trương đại sư lập tức chạy đi làm việc của mình đến cuối cùng chỉ còn đám người lâm hóa long và lê cửu là còn ở lại và cũng không lâu sau đó lão dương mang quả tới cậu lạc thoạt nhìn lão dương lớn tuổi hơn lạc tú rất nhiều thậm chí là còn lớn hơn vài tuổi so với ba lạc và cả thẩm thiên quân nhưng giờ lại đang dùng cách gọi kính ngữ để nói chuyện rất rõ ràng lý do là vì thực lực và những gì lạc tú biểu hiện ngày hôm đó vượt xa suy đoán của mọi người lần này lạc tú không dùng ánh mắt lạnh nhạt đối diện nữa dẫu sao thì người ta cũng tới để mừng thọ ba anh đương nhiên cũng không có chuyện lão dương tới đây chỉ là vì tham gia tiệc mừng thọ nên sau một lúc khách sáo lão dương mới đến một bên rồi mở miệng nói cậu lạc cậu có muốn đi côn luân một chuyến không Côn Luân, nơi đó cực kỳ thần bí, được gọi với cái tên là vùng đất thần linh, tầm cung của Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết cũng ở nơi đó. Phàm là những nhân vật nổi tiếng thời kỳ cổ đại, nghe nói đều có liên quan gì đó tới Côn Luân. Có thể thấy được mức độ thần bí của nơi đó đến đâu, thì cũng có nghĩa là nơi đó nguy hiểm đến nhường nào. Có một nơi ở Côn Luân, chỉ cần con người hay động vật mà lỡ tiến vào đó, đều sẽ mất mạng không rõ nguyên do. Có tin đồn rằng bên trong không khí ở đó chứa tia sét, nhưng cũng có lời đời cho rằng nơi đó là cánh cửa dẫn tới địa ngục. Vì dù sao thì, người và động vật đi vào đó, đều đã chết cả. Rất rõ ràng, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Nhưng thật ra, Lạc Tú trước giờ vẫn luôn có hứng thú với Côn Luân, chỉ có điều, nội tâm anh vẫn có chút do dự, vì dẫu sao thì nơi đó cũng quá mức thần bí. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của anh, thật sự là khó có thể nói trước rằng anh sẽ toàn mạng rút lui. Nhưng rõ ràng, Lão Dương lại tung ra một thứ khiến Lạc Tú lay động, là một thứ chất lỏng mang về từ côn luân thần bí. Kỳ thực, Lạc Tú trước giờ vẫn luôn khao khát món đồ kia, không phải vì bản thân anh, mà là vì ba mẹ của anh. Dẫu sao thì giờ tuổi tác ba mẹ anh cũng đã cao rồi, chưa kể, linh khí trên trái đất ngày nay càng ngày càng loãng. Muốn để ba mẹ mình cũng bước vào con đường tu hành, đương nhiên sẽ phải cần chút thủ đoạn đặc biệt. Chính ra, Lạc Tú không nghĩ nhiều về hạt giống, bởi vì món đồ đó suy cho cùng cũng có tác dụng phụ và những hạn chế nhất định, nếu là Lạc Tú thì sẽ không thành vấn đề, bởi vì trong người anh có Thái Hoàng Kinh. Có thể trực tiếp giải quyết hai phần nhược điểm này, nhưng ba mẹ anh thì chưa chắc được, dưới sự quan sát từ đôi mắt tiên tôn của anh thì là như vậy, nên đương nhiên anh hy vọng ba mẹ mình có thể nhận được món đồ tốt nhất có thể. Cho nên Lạc Tú hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi tới đó một chuyến ha ha, tôi đây sẽ quay về sắp xếp ngay, lần này cậu Tú đây sẽ là người dẫn dắt cả đội. Lão Dương mở miệng nói cười ha ha. Bọn họ đúng thật là cần lấy thứ chất lỏng thần bí này về để nghiên cứu. Về phần nói để Lạc Tú dẫn dắt cả đội, đó hoàn toàn là vì thực lực của Lạc Tú. Sau cùng thì trận chiến ở khu quỷ Hồ Lanerjitso, nhóm Lão Dương hiểu rất rõ sự thật ẩn chứa bên trong nếu có thể chém giết hai vị thông thần giả ở nước ngoài kia, thì thực lực của lạc tú đã không phải thứ để bàn cãi nữa rồi. mà ở một nơi khác, bên phía đảo tần hoàng đã nhận được một video. sau đó, một xu thuyền đã nhổ neo sông thẳng ra phía biển. mà ở trên biển có một cái đỉnh hóng gió. nếu thử nhìn kỹ vào trong, có thể thấy bên trong cái đỉnh hóng gió đó không một bóng người. thay vào đó, ở vùng biển sâu bên dưới lại có một ông già đang ngồi khoanh chân nơi đó nhưng lạ là bốn phía xung quanh ông già đó không hề có nước biển nước biển dường như đang tự động tránh xa ông ta trong phạm vi một mét hoặc có thể nói là ông già đó giống như đang khoanh chân ngồi trong một quả cầu hình pha lê nhưng mà đó không phải là một quả cầu pha lê thực sự mà là nội lực ở dưới biển sâu đối mặt với áp lực nước cực lớn vậy mà vẫn có thể dùng nội lực cô lập nước biển như vậy cũng đủ để tưởng tượng thực lực của ông già này tầm cỡ nào đình hóng gió phiêu du trên mặt biển, du thuyền đi tới trước mặt đình hóng gió, sau đó có người nhảy từ trên du thuyền xuống, tiếp theo anh ta đạp lên mặt nước biển, đi về phía đình hóng gió. Trên đình hóng gió có một cái chuông hình bát giác. Đối mặt với gió to bão lớn trên biển, nhưng chiếc chuông bát giác kia lại không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi người kia thở hắt ra một hơi, sau đó dùng chút nội lực, cuối cùng cũng thành công lay động cái chuông bát giác đó. Tiếp theo, Ông già đang khoanh chân ngồi dưới lòng biển sâu kia đột nhiên mở to hai mắt, tức khắc, mấy con cá xung quanh vội vã tìm đường chạy, như thể là chúng gặp phải một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Chương 380: Thư khiêu chiến của Võ Thánh. Tóc ông già không phải kiểu bạc trắng, mà là màu bạc, tựa như những sợi chỉ bạc. Còn nữa, khuôn mặt cũng không có vẻ nhăn nheo già nua, ngược lại nhìn lại giống như người cỡ tuổi trung niên, nhìn thoáng qua trông như người lão hóa ngược. Vào khoảnh khắc ông già đó mở mắt, hơi thở phả ra từ mũi ông ta tạo thành hai luồng khí như một vật thể màu trắng dài giống như cự long hai mắt sáng ngời như thần giống như những ánh đèn trời đúng lúc này một con cá voi lưng gù to lớn nhanh chóng bơi tới nó há cái miệng to ra định cắn xé nhưng ông già kia vẫn cứ thong dong như chẳng thấy gì tức khắc, một đòn tấn công khuấy động luồng nước chớp mắt một cái người con cá voi to cách xù kia bị cắt làm hai máu tươi chảy ra nhuộm đỏ nước biển mà ông già kia thì lại đang bay lên với tốc độ cực nhanh nước biển trên đỉnh đầu giống như một cánh cổng lớn từ từ mở ra tạo đường cho ông ta bay lên đường bay của ông già giống như xé tan khoảng không nước biển bị tách ra nếu giờ mà có thêm người nào đó ở đây nữa họ nhất định sẽ kinh hãi vì bước đi như thần này dẫu sao thì nó cũng không giống như việc phong thiên lôi bổ đôi nước sông bởi đây là biển cả mênh mông bởi vậy có thể thấy được ông già này lợi hại đến cỡ nào đây là vì nội lực đã đạt tới một trình độ mạnh mẽ nhất định ông già bước thong dong từng bước một mỗi bước chân của ông ta đạp lên không khí bay lên cao chẳng mấy chốc ông ta đã lên tới đỉnh hóng gió bên trên lão tổ người đàn ông trước mắt kia chắp tay cúi đầu hành lễ về phần ông già ông ta chắp hai tay ra sau lưng nhìn về phía gợn sóng phập phồng nơi biển rộng chúc mừng lão tổ thần công lại được cải tiến lên một trình độ mới e là thần công đã được luyện thành lô hỏa thuần thanh thậm chí còn sửa cũ thành mới có điểm khác biệt người đàn ông kia mở miệng nói trước sau vẫn luôn cúi đầu hai vẫn còn kém một chút nữa kia ông già từ tốn mở miệng nói dùng võ nhập đạo nói dễ hơn làm cách xé rách khoảng không này khoảng cách đạt tới cảnh giới dùng võ thành tiên cũng không còn xa nữa nội lực trước sau vẫn chỉ là nội lực nếu để so sánh với những tu pháp sử dụng linh lực thì vẫn có chút tranh lệch nếu như có thể tự mài dũa luyện chế đến nội vòng hóa linh trong truyền thuyết, thì hiện tại linh khí trên trái đất đã khô kiệt rồi. Lão tổ ta đây cũng có lòng tin một ngày nào đó mình sẽ bước tới con đường kinh thiên động địa. Tới lúc đó, đất trời minh mông, chạy đi đâu mà chẳng được. Tới lúc đó, được cả thời đại tôn vinh, ai dám không phục ta. Rất rõ ràng, ông già này có hoài bão và sự kiên trì cực lớn, có nghị lực hơn người, thậm chí còn muốn dùng võ nhập đạo bước chân đến cảnh giới trong truyền thuyết. Mà ông già này không phải ai khác, chính là võ thánh nhà họ Chu, Chu Càn Khôn. Dám lấy cái tên Càn Khôn, như vậy cũng đủ để nói lên tất thảy. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chu Càn Khôn khoanh tay đứng bên trong đỉnh hóng gió. Chu Long bị giết rồi, người đàn ông kia hơi do dự một chút, sau đó mới nói ra tin tức này. Cổ họng Chu Càn Khôn không một gợn sóng, ông ta cũng không hé răng nói nửa lời nhưng mặt biển thì lại không bình tĩnh như vậy, chớp mắt một cái, một con sóng lớn cao hơn chục mét nổi trên mặt biển, rồi ập vào phương xa, tức khắc, mặt biển sóng gió cuồn cuộn, biển động như vũ bão. Nhưng điều kỳ quái chính là, mặc cho mặt biển có nổi sóng lớn ngập trời thế nào, thì đình hóng gió vẫn vững vàng như Thái Sơn. Không hề dao động chút nào. Người đàn ông kia lộ vẻ hoảng sợ, nhưng ngay giây tiếp theo, mặt biển lại lập tức trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Được rồi, xem ra đã lâu ta không ra ngoài giết người, cho nên, ở thời đại này, bọn họ đã quên mất ta rồi. Qua giọng điệu của Chu Càn Khôn, cũng đủ để nghe thấy được sát ý bao hàm trong đó, hơn nữa, phần nước dưới chân đỉnh hóng gió đã bắt đầu đóng băng. Là nhà họ Lục hay nhà họ Lâm, Chu Càn Khôn hừ lạnh, mở miệng nói. Là một tên trẻ tuổi, tên là Lạc Vô Cực, trong lòng người đàn ông kia giấy lên cảm giác ớn lạnh, rất rõ ràng, lão tổ đã nổi giận thật sự, nước biển dưới chân đã bắt đầu đóng băng. Võ Thánh giận dữ, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Một tên trẻ tuổi, Chu Càn Khôn sừng sốt, hơi kinh ngạc một chút. Long Nhi từ lâu đã luyện thành mình đồng ra sắt, đau thương không thể chạm tới hay gây ra tổn thương cho cơ thể nó, đã bước vào thời kỳ võ đạo tuyệt đỉnh. Nếu không phải vì chân lý không bỏ ra 100 năm tu luyện không thể thành võ thánh, thì e là nó đã sớm bước vào cảnh giới võ thánh như ta rồi, vậy mà giờ một người trẻ tuổi có thể giết được nó sao? Chu Càn Khôn nghi hoặc Chu Long là người kế thừa mà ông ta nhắm từ trước, từ nhỏ đã bộc lộ tố chất của một thiên tài, thậm chí ông ta còn dẫn theo Chu Long theo bên người, đích thân chỉ dạy cho Chu Long trong suốt 10 năm. Vậy mà giờ lại có người dám giết Chu Long, đương nhiên lửa giận trong Chu Càn Khôn phải bốc lên mút trời rồi, chỉ có điều, nếu bọn họ đã đạt tới cảnh giới võ thánh này thì, tất nhiên sẽ không để lộ quá rõ việc không hài lòng trên mặt, cho nên sóng biển vừa rồi là đại diện cho lửa giận trong lòng ông ta thật sự là một người trẻ tuổi ạ à, lão tổ mời người xem người đàn ông nói xong anh ta lập tức móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động sau một cái click anh ta đưa điện thoại cho chu càn khôn xem trong ảnh đúng là lạc tú đang dẫm lên ngực chu long sau đó câu nói kia của anh vang lên nếu trên đời này chỉ toàn là kẻ địch thì sao nhỉ nếu thế giới này là địch của tôi tôi sẽ lập tức tiêu diệt cả thế giới này nếu trời đất này là địch của tôi thì lạc vô cực tôi sẽ lập tức tiêu diệt trời đất. Sau đó là hình ảnh lạc tú dùng một chân dẫm nát chu long. Chu càn khôn thu lại tất thảy hình ảnh này vào trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta, cuối cùng, một ngọn lửa bỗng dâng lên trong lòng bàn tay ông ta, ngay tức khắc, chiếc điện thoại kia tan chảy, biến thành thứ chất lỏng màu đỏ tươi, sau đó chảy qua khe hở ngón tay của ông già, rơi xuống mặt đất vốn đã bị băng lạnh thống trị, bốc lên làn khói màu trắng. Được, rất tốt nếu trên đời chỉ toàn kẻ địch thì làm sao? Chu Càn Khôn cười khẩy một tiếng. Đúng là nghe con mới sinh không biết sợ cọp nhỉ, người trẻ tuổi quả nhiên rất có nghĩa khí. Đến một kẻ đã gần 200 tuổi như ta đây còn chưa dám nói ra mấy lời ngung cuồng như vậy, vậy mà một thằng nhóc phát mũi chưa sạch lại dám cản rỡ nói ra mấy lời đó. Đây là kiểu cản rỡ gì vậy? Thật ngu dốt và lố bịch, Chu Càn Khôn đứng khoanh tay, mấy câu nói đó vang lên hệt như tiếng sấm nổ bên tai truyền lệnh của ta, gửi thiệp khiêu chiến của ta bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Trong mắt Chu Càn Khôn sát ý ngập trời. Ông ta không quan tâm người thanh niên đó là ai. Cũng không quan tâm người thanh niên đó rốt cuộc có địa vị gì. Trong mắt ông ta, người thanh niên này chết là chuyện không phải nghi ngờ. Ngay sau khi thiệp khiêu chiến của Võ Thánh truyền ra, nó đã oanh tạc khắp thiên hạ. Chớp mắt một cái, tin tức này đã giải rác khắp nơi vốn dĩ ở trong nước đã có rất nhiều người chú ý tới lạc vô cực. Bởi vì là người đứng đầu thiên long bảng, còn kèm thêm cả danh hiệu nhà giàu số 1, như vậy cũng đủ để khiến người ta lóa mắt. Ngoại trừ một số huyện nhỏ và vùng nông thôn. Còn không, phàm là những gia tộc lớn hay những nhân vật có tên tuổi tầm cỡ đều soi mói về chuyện này. Nhưng thư khiêu chiến của võ thánh vừa mới gửi đi, ngay tức khắc, nơi nơi đều dậy sóng ngập trời, người trên khắp cả nước đều trợn mắt há hốc mồm. Những người chưa biết đến thì đi hỏi thăm, biết đến rồi thì chỉ có cảm giác sờn tóc gáy. Bởi vì trận chiến lần này nhất định sẽ tạo nên một cơn bão lốc đẫm máu. Chớp mắt một cái, tin tức này đã truyền tới Yên Kinh, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Dường như các gia tộc lớn và các thế lực lớn trên cả nước đều đổ xô ánh nhìn vào Yên Kinh. Bọn họ đang nhìn xem rốt cuộc Lạc Tú sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng Lạc Tú lại chỉ đáp lại đúng một chữ: chiến một chữ chiến vừa được gửi đi người trong cả nước ồ lên thậm chí một số tu pháp còn phát hoảng lạc tú vậy mà lại dám nhận thư khiêu chiến còn dám thẳng thừng nói chiến ở thời hiện đại thế này mà vẫn nổ ra một trận chiến lớn máu đổ thành sông này có phải là đáng sợ quá rồi không vậy mà lại dám ứng chiến đó chính là thư khiêu chiến của võ thánh đấy hiển nhiên tin tức này ngay lập tức đã tạo nên một cơn gió lốc sau khi tin tức được truyền ra, khoảng một tháng sau, tại đảo Tần Hoàng. Lạc vô cực sẽ đích thân tìm tới tận cửa. Hơn nữa, không chỉ có vậy, sở tài quyết vũ lực cũng ra mặt để có thể xem trận chiến ngày hôm đó. Trận chiến này, có thể nói là trận chiến thu hút sự quan tâm trong cả nước. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 380